Vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn yêu lan rừng ạ. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2022, em Trung xin được gửi tới quý vị anh chị các bạn vườn lan Phi Điệp, vườn lan Trung Mã Cao Bằng ở tại tổ 6 phường Đề Thám. Và nhân đây thì em sẽ quay cho tất cả các anh chị các bạn về vườn lan Phi Điệp và giới thiệu với tất cả các bạn giống lan Phi Điệp tại quê hương em. Xin được chúc tất cả các bác bá anh chị các bạn chúng ta xem livestream vui vẻ, xem video thật là bổ ích nhé. Các anh chị các bạn mà có nhu cầu sưu tầm dòng lan Phi Điệp Cao Bằng này thì các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại 0949261918 ạ. Mấy ngày hôm nay mưa nên là em không có bán trực tiếp được, bởi vì cái sản phẩm nhà em là hiện tại bây giờ là hai cái vườn còn lại là ở ngoài trời, nên là cây nó rất là ướt nên là không thể là phục vụ tất cả các bác được. Mong tất cả anh chị các bạn thông cảm. Thì hôm nay thì em sẽ phục vụ các bạn bằng một số cái video. Trước hết thì em sẽ giới thiệu với tất cả các bác về dòng lan Phi Điệp. Phi Điệp thì nó là một dòng lan hoàng thảo rất là quen thuộc với tất cả các bạn rồi. Thì giá của em bán cũng rất là rẻ. Tí nữa thì em sẽ giao lưu với tất cả các bác về cái dòng cả chậu như này và cả hàng ki. Thì thưa anh chị các bạn là chúng ta có khuôn viên thì chúng ta chỉ cần mua 1-2 giò là được. Giá em dao động bán từ tầm khoảng 300 đến 350 cho một chậu lan Phi Điệp tím Cao Bằng nhé. Hiện tại bây giờ thì có một số cây đang có hoa, bông rất là to các bạn. Đấy. Đây như hình ảnh là bông rất to. Và hiện tại thì có rất là nhiều bông đang có hoa nữa. Em xin phép được quay màn hình và di màn hình đi cho tất cả các bác chúng ta cùng xem. Ở đây là lúc nãy em nói là có hai loại. Loại đầu tiên thì em muốn giới thiệu với các bạn là loại chậu. Cái chậu nào đẹp thì em mới chọn cho khách hàng nhé. Ví dụ như chậu như này. Có giá từ khoảng 300 đến 350 thôi. Đấy, những cái chậu kiểu này. Đấy. Chậu kiểu này. Đấy. Chậu nào nhiều măng mầm thì em mới giao lưu cho các bác nhé. Còn chậu nào ít măng ít mầm thì em để lại, em để cho nó to lên xong thì sau đấy em mới chia sẻ cho các bác. Thì một số bông thì cũng đã tàn và một số bông hiện tại bây giờ đang có sưng nụ và có những một số bông thì đang nở. Thì vườn lan Phi Điệp của em rất là rộng. Thì cái loại thứ hai em muốn giới thiệu với tất cả các bác đó là hàng ki này. Đây. Các bạn thấy rằng là cái mầm nó lên rất đẹp đúng không ạ? Cái này thì em bán với giá 200.000 cho 4 chậu nhé các bạn nhé. 200k cho 4 chậu và em bao ship. Thì bác nào lấy số lượng bao nhiêu chậu cũng được. Đấy, mặt hoa thì số thôi. Đấy, có cây thì có mặt hoa bầu, có thì cây thì mặt hoa bệt, có thể là nó ra 5 cánh trắng, có thể là nó ra tím đậm. Đây rất là nhiều. Đấy, em bán 200.000 cho 4 chậu. Cái này thì em bán cho các bạn sưu tầm thôi. Với giá bao ship toàn quốc thì em nghĩ rằng là cái giá này là hợp lý cho tất cả mọi người. Cây nó cũng tương đối là đẹp. Đấy, chất lượng cây thì đảm bảo. Và em đóng gửi cả chậu các bác nhé. Đóng gửi cả chậu. Đấy, 200.000 4 chậu. Em sẽ đóng solo, có chậu thì sẽ là 3 ki, có chậu 2 ki, có chậu 4 ki. Nhưng tuy nhiên rằng là trong quá trình đóng thì em sẽ làm sao đấy lựa và cân đối hàng cho tất cả các bác nó cẩn thận và số lượng cây nó đều. Đấy, thì em quay cho các bác xem một luống, mà cái luống này thì luống em muốn chia sẻ cho tất cả các bạn đây. Đấy. Đó. Rất đẹp ạ. Đấy, còn ở phía bên này cũng còn rất là nhiều. Đây các bác xem này. Đấy. Đó. Đây là những cái cây ki mà nó tương đối là đạt rồi. Đấy, để phục vụ tất cả các bác, các anh chị, các bạn yêu lan, đặc biệt là các bạn yêu dòng hoàng thảo, rất nhiều cây đẹp ạ. Đấy, các bạn nhé, cứ 200.000 bốn chậu. Thì giá này thì em mặc định em không đổi nhé, bởi vì là em bán hàng bao ship rồi. Bao ship thì tất cả cái sản phẩm em gửi đi em chỉ được lãi tầm khoảng 60 cho đến 100.000 cho một giò, cho một mã hàng. Tuy nhiên rằng là cái quá trình đóng gửi cũng như là cái quá trình mà huấn luyện cây cũng như chăm sóc cây cũng rất là vất vả. Để cho những sản phẩm, những giò lan như thế này thì nó có trải qua quá trình và thời gian, nên là cũng phải bán cái giá đấy thì mới được ạ. Đấy, ở đây có rất là nhiều bông đang có hoa này. Đấy, riêng Phi Điệp Cao Bằng thì các bác cũng biết rồi. Về cái độ siêng hoa và độ thơm của nó thì nó phải nói là vô địch. Các bạn, bông rất là to. Rất thơm. Đây là toàn bộ vườn lan Phi Điệp Cao Bằng nhà em. Thì em chỉ quay qua như vậy. Đấy, và số lượng cây giống thì rất nhiều. Các bạn có thể đặt hàng với số lượng lớn cũng được. Đặt hàng với số lượng lớn cũng được. Ở đây có bông bệt, gần như bệt. Đấy, và những cái cây mà em bán cho khách hàng á, thì nó sẽ tự chung lại, nó sẽ có tất cả những cái mặt bông ở trong đấy. Đấy, Phi Điệp có hai loại nhé các bác nhé.
chúng ta mua về chúng ta không phải mất bất cứ một cái chi phí nào cũng như là cái thao tác nào nữa, chúng ta chỉ treo lên hoặc đặt lên giá là xong. Đấy, đã hoàn thiện được những cái chậu lan của mình chúng ta cần. Đấy. Tiếp theo ở mé bên này muốn giới thiệu với tất cả các bác thêm, đây là lan kiếm mà lô lan kiếm này là em vừa trồng. Đấy, lô lan kiếm em vừa trồng, kiếm này kiếm tuyết ngọc chắc không giới thiệu các bạn cũng biết rồi. Đây là lan kiếm tuyết ngọc. Bán với giá là 150.000 một thân đây. Vừa rồi thì em bán rất là nhiều đấy. Thì em nói là em còn lại những cái thân cây nào thân một là em sẽ để lại trồng. Đấy thì cả và cái việc trồng thì em đã trồng lên rồi. Đây. Đấy, không phải ở đây nữa, đâu thôi đâu mà ở cái vườn khác em còn rất là nhiều. Các bác nhé. Đấy. Đây có một cái bông nó khá là dị dạng này, đây này. Ra hoa màu xanh này. Đấy. Đấy, cái này thì chắc là đây cái kia em cắt rất là nhiều. Trong cái đống mà các bác mà lấy cây thì kiểu gì nó cũng sẽ có những cái bông như này, sẽ có những cây cây như này. Cái này mới nở nên là nó nhìn nó hơi, hôm nay không có nắng nên là nhìn nó hơi méo lệch sệch một tí. Đấy. Nhưng tuy nhiên là một bông rất là đẹp đấy. Đấy. Cái này có một cái cây không thôi, thì em sẽ để lại cắt và em sẽ không cho chia cho bác nào đâu. Sẽ lại để cắt nhân giống và sẽ lại làm thành kỳ như này này, đây, làm thành kỳ như này này. Thì bạn nào may mắn thì bạn lại trúng thôi các bác nhé. Em sẽ không thiên vị và cũng sẽ không chia sẻ cho riêng một bác nào hết. Đấy. Đó. Bán 200k cho 4 chậu. 200k 4 chậu. Số lượng rất là nhiều. Thì bạn nào lấy bao nhiêu chậu cũng được. Cái này thì hàng sưu tầm nên là chúng ta không phải lăn tăn và suy nghĩ về cái mặt hoa. Quan trọng là chúng ta mua được chuẩn hàng của Cao Bằng là được rồi. Đấy. Còn cái giống phi điệp này các bạn chỉ cần mua, ví dụ mua một mã 200.000 chẳng hạn, thì các bạn phân tích ra thì nó rất là dễ dàng. Phân tích ra ví dụ 200.000 các bạn được 4 chậu như này, về các bạn được bao nhiêu kia ạ, thì các bạn gắn vào một cái cây, ví dụ các bạn không thích ở trong cái chậu này, nhà các bạn có cây lục vừng hoặc là có những cái nhãn cây vải thì các bạn bỏ nó hết, tách nó hết, nhổ nó hết đi. Các bạn nhổ nó hết, các bạn ghép vào những cái cây lục vừng hoặc là những cây nhãn xung quanh nhà ấy, các bạn ghép vào đấy. Ghép vào cây tươi ấy. Thì năm cuối năm nay thì nó sẽ được thành một cái gọi là một cái bờ rào lan luôn. Đấy, một cái bờ rào lan luôn. Thì chúng ta sẽ có một cái cuộc chơi và chúng ta sẽ có một cái lượng giống nhất định của phi điệp Cao Bằng. Đấy, nó tương đối là nhiều và hiện tại bây giờ là mầm con mọc rất nhiều. Và cái loại này đến từ khoảng tháng 9 tháng 10 bán mới thích này. Đấy, tháng 9 tháng 10 bán mới thích. Hiện tại bây giờ mầm của nó lên được tầm khoảng 10 cho đến 15 cm thôi. Đấy, mầm những cái mầm tơ ấy. Để tiện cho cái thao tác vận chuyển cũng như đóng gói thì chúng em xin phép nhận những đơn hàng của tất cả anh chị các bạn với cái số lượng là không giới hạn. Đấy, các bạn cứ đóng gói, cứ chỗ đơn hàng cho em. Thì về cái việc lên đơn ấy và cái việc đóng gói thì chúng em sẽ đóng tận nhiều, thì chúng em sẽ đóng thùng xốp. Ít thì chúng em sẽ đóng vào những cái thùng nào làm sao đấy nó đảm bảo cho khách hàng. Ở đây có cả những cái cây nó tím như này. Đấy, có những cả những cây lá tròn. Đây, cây tím mà lá tròn cái này người ta mang về lừa bán lừa là Hồng Yên Thủy, Hồng Minh Châu đây. Trước đây có một số bộ phận là người ta về người ta muốn tuyển nhà em, muốn tuyển cây nhà em về để bán này, nhưng gọi là bán lừa đấy. Đấy, nhưng mà em không làm cái việc đấy. Đấy, em không làm cái việc đấy. Đấy, nên thành thử ra là cái lượng cây của nhà em còn rất là nhiều, còn rất nhiều. Mặt bông thì đa dạng, mặt bông thì đa dạng, với mặt lá thì cũng đa dạng đấy. Mặt bông mặt lá đa dạng, người ta mang về người ta bán lừa rất là nhiều. Đấy, chính vì vậy rằng là trong vừa rồi là cái thảm họa lan va là các bác biết rồi đấy. Đấy, nhà em không bán nhưng mà nhiều nhà người khác người ta lại bán kiểu đấy, nên thành thử ra là cái hệ lụy có hậu quả nó rất là nặng nề đấy. Đây là em bán cho một người sưu tầm ấy nhé. Đấy, bác nào có nhã hứng có nhu cầu thì lấy. Ngoài ra thì em còn có lan giáng hương đuôi cáo này, đấy, giáng hương đuôi cáo này, lan kiếm này, đấy, lan hài vệ nữ này, địa lan này, đấy, để phục vụ tất cả các bạn yêu lan. Thì hy vọng rằng là video này sẽ là video trải nghiệm và các bạn tham quan vườn nhà em với một cái góc quay và một cái đoạn thời gian ngắn ngủi khoảng dưới 10 phút đổ lại thôi, thì các bạn đã được cảm nhận và được xem qua vườn của em một cái mô hình thực tế, một trải nghiệm thực tế từ vườn lan Trung Mã Cao Bằng. Thì các bạn ưng sản phẩm thì các bạn hãy gọi điện qua số điện thoại 0949261918 nhé. Em trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị các bạn vào những buổi livestream tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.